Xin chào tất cả các bạn, tôi Vân Tị, người chia sẻ luật hấp dẫn. Chào mừng các bạn đến với chuỗi video hướng dẫn review quyển sách luật hấp dẫn thu hút tiền bạc do tôi viết. Ở video ngày hôm nay, Vân Tị sẽ chia sẻ với các bạn phương pháp số tiền đang có. Một phương pháp rất là tuyệt vời. Trước khi chúng ta đến nội dung của phương pháp này, thì Vân Tị có 3 câu hỏi đặt ra dành cho tất cả những khán thính giả đang nghe. Ngay bây giờ, tôi có 3 câu hỏi gửi đến tất cả các bạn như sau. Câu hỏi thứ nhất, bạn đang có bao nhiêu tiền trong ví? Bạn đang có bao nhiêu tiền trong ví? Câu hỏi thứ hai, bạn đang có bao nhiêu tiền trong tài khoản ngân hàng của mình? Bạn đang có bao nhiêu tiền trong tài khoản ngân hàng của mình? Câu hỏi thứ ba, bạn mong muốn có bao nhiêu tiền ngay lúc này? Bạn mong muốn có bao nhiêu tiền ngay lúc này? Tôi không biết là các bạn có trả lời đúng 2 câu hỏi đầu tiên hay không. Đó là có bao nhiêu tiền trong ví và có bao nhiêu tiền trong ngân hàng. Thì có thể là các bạn sẽ ước lượng thôi, chứ bạn không chính xác được là cái số tiền mình là bao nhiêu, đặc biệt là trong ví. Tuy nhiên cái câu hỏi thứ ba là bạn đang mong muốn có bao nhiêu tiền ngay lúc này, thì bạn sẽ trả lời chính xác một con số. Đúng không các bạn? Chính xác là như vậy luôn. Bởi vì người ta luôn tập trung khao khát đối với thứ mà họ chưa được sở hữu hơn là những thứ mà họ đang có trong tay. Điều này thì không hẳn là xấu đối với bạn đâu, nhưng nếu bạn luôn giữ tâm lý như vậy đối với tiền bạc thì sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến dòng chảy tiền bạc đến với mình. Vì theo quy luật hấp dẫn, các bạn trân trọng những cái số tiền mình đang có thì sẽ thu hút thêm nhiều khoản tiền bạc đến với mình trong tương lai. Ý nghĩa của phương pháp này là các bạn phải trân trọng cái số tiền mình đang có trước khi mong cầu một cái giá trị cao hơn đến với mình. Vì sao lại như vậy? Các bạn hãy hình dung là nếu bây giờ trong ví của các bạn và trong tài khoản ngân hàng của các bạn mà không có tiền thì chuyện gì sẽ xảy ra? Các bạn cảm thấy mệt không? Rất mệt, quá mệt, thậm chí là khủng hoảng luôn đấy. Cho nên là tiền, số tiền mà bạn đang có ngay thời điểm này cực kỳ quan trọng với các bạn. Thế nên chúng ta phải cần trân trọng cái số tiền mình đang có. Sau đó chúng ta mới nghĩ đến những cái mong cầu của mình. Vì sao? Vì số tiền này đang giúp cho các bạn là mua được thức ăn cho bản thân mình, cho gia đình, đóng học phí cho con, thanh toán các hóa đơn, tiền điện, tiền nước, hoặc là xử lý những cái vấn đề chi tiêu cá nhân nào đấy. Vì vậy chúng ta thể hiện sự trân trọng với số tiền đang có là cực kỳ quan trọng và rất là hữu ích để các bạn khơi thông dòng chảy tiền bạc đến với mình nhiều hơn. Chúng ta sẽ làm một bài tập nho nhỏ ha, để xem các bạn có thật sự trân trọng cái số tiền của mình đang có hay không. Chúng ta thử nha. Hầu như tất cả các bạn đều có ví đúng không? Thế thì các bạn hãy mở ví của mình ra thử xem. Cái ví của các bạn đâu? Các bạn hãy mở ví mình ra xem coi hiện giờ mình đang có chính xác bao nhiêu tiền trong đó. Các bạn đang có chính xác bao nhiêu tiền trong đó? Các bạn lấy ra và các bạn đếm để coi bao nhiêu tiền nha. Tiếp theo là các bạn xem coi những cái tờ tiền trong ví của mình đó, nó đã ngay thẳng chưa? Các bạn có sắp xếp ngay thẳng chưa? Hay là chồng chéo, gấp nếp, hoặc là nhồi nhét ở trong ví của mình những cái tờ tiền, đặc biệt là những tờ tiền mệnh giá thấp, có không? Các bạn kiểm tra coi có không. Nếu có thì thôi ha, mình sẽ chỉnh chu từng tờ tiền thật là thẳng tắp, ngay ngắn, thì cái đó mới gọi là trân trọng của số tiền mình đang có, chứ không phải là ngồi đó chỉ biết cảm ơn không đâu. Các bạn phải sắp xếp lại thật là ngay ngắn từng đồng tiền của mình. Đó là tiền của mình nha, các bạn phải trân trọng.
Rồi tiếp theo các bạn kiểm tra cái ví của mình coi có chứa bao nhiêu thứ linh tinh trong đó hay không. Các bạn kiểm tra nha, bắt đầu. Có giấy tờ linh tinh trong đó không? Có vé số không? Có những cái gọi là giấy tờ nhét vô trong đó không? Có hóa đơn trong đó không? Có những cái danh thiếp không liên quan, không có liên quan gì tới bạn hết trơn á, nhét vô đó có không? Có xì gum nhét vô đó không? Có những cái giỏ giấy nhét vô đó không? Đấy. Rồi còn những thứ hàng xa số khác, đặc biệt là các bạn nữ. Bạn nữ còn chứa còn nhiều thứ không liên quan vô trong đó còn hơn mấy bạn nam nữa. Các bạn thấy cái ví của mình là nơi để chứa tiền, một cái môi trường thu hút tiền, mà bây giờ các bạn chứa quá nhiều thứ linh tinh trong đó thì sao? Thì bạn sẽ hấp dẫn thêm rất nhiều thứ linh tinh khác vào trong đó. Nếu bạn chứa nhiều như vậy rồi còn chỗ đâu để chứa tiền? Các bạn hình dung đi, bạn chứa nhiều thứ linh tinh như vậy rồi tiền đâu, chỗ đâu để bổ sung thêm tiền vào trong đó đây? Đấy, các bạn phải sắp xếp ngay ngắn quy củ cái ví của mình chỉ chứa tiền mà thôi. Còn mấy cái linh tinh khác thì thôi, thanh lý nó hết đi. Còn các bạn muốn chứa những cái thứ linh tinh đó, thì mời sang một cái ví khác và chứa những cái thứ không mong muốn, không linh tinh gì đấy, bỏ vô đó. Rồi các bạn ngẫm một thời gian xem ha, cái ví mà chứa những cái thứ linh tinh đó đó, nó sẽ đầy lên, vung lên, thậm chí vô dư ra ngoài luôn. Đúng không các bạn? Đúng. Vì sao? Vì vũ trụ không thích sự trống trải. Các bạn hãy ngắm cái tủ đồ của mình đi, phải càng ngày càng đầy lên không? Đấy, nói như vậy đấy. Cho nên là ví của chúng ta chỉ chứa tiền mà thôi, thì khi đó ví của các bạn sẽ càng ngày càng nhiều tiền. Giờ các bạn có hai sự lựa chọn ha. Một là tiền càng nhiều trong ví, hai là bao nhiêu thứ linh tinh càng dày lên. Các bạn chọn đi. À, cái phương pháp số tiền đang có mà Phân Tiện chia sẻ với các bạn là một cách hướng dẫn cho các bạn một cái thói quen trân trọng những thứ mình đang có, đặc biệt là tiền. Khi chúng ta biết trân trọng những thứ mình đang có thì chúng ta mới có cơ hội nhận được thêm. Chứ bây giờ những thứ mình đang có trong ta mà không biết trân trọng, mà cứ mong cầu ở thứ đâu đâu á, thì bạn nghĩ coi bạn có xứng đáng nhận được hay không. Bây giờ cho có trong ta mà mình không biết trân trọng nữa, thì những giá trị tốt đẹp đến với mình, liệu mình có trân trọng hay không? Câu trả lời là không. Và đương nhiên bạn sẽ không nhận được đâu. Đấy, cho nên ngay thời điểm này các bạn phải biết trân trọng số tiền mình đang có trong ví, trong tài khoản ngân hàng của mình. Và mở ví ra, mở tài khoản ngân hàng ra và thực hiện một bài tập như sau. Cảm ơn tất cả các khoản tiền mà tôi đang có trong ví của tôi. Tôi là người giàu có. Cảm ơn tất cả các số tiền mà tôi đang có trong tài khoản ngân hàng của tôi. Tôi là người giàu có. Bài tập này tuy đơn giản nhưng nó sẽ giúp các bạn gia tăng thêm tiền bạc trong ví và trong tài khoản ngân hàng. Và các bạn có thể làm cái bài tập này nhiều lần trong ngày nếu muốn có thêm nhiều tiền. Mến chúc tất cả các bạn có thể thực hành bài tập này nhiều lần hơn và có thêm nhiều tiền đến với mình một cách nhanh nhất và dễ dàng nhất. Nếu các bạn quan tâm đến quyển sách này của tôi, thì các bạn có thể liên hệ với tôi qua Facebook Người Chia Sẻ Văn Tị. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.